Dì và em ra queo vừa ăn vừa bày rác khắp phòng. Thật bất vệ sinh. Riêng Sayako thì tất bật dọn dẹp từ sáng. Thương cô bé quá. Ôi, thức ăn mới hấp dẫn làm sao. Này thì ăn vụn này. Đồ cái con hư đốt. Đừng hòng không làm mà có ăn. Nhanh làm đi. Dạ. Đáng đời. Chỉ cần dọn xong là Sayako sẽ được ăn cơm rồi. Ôi không. Sao vậy lại thức hứa? Như thế là không tốt. Đáng đời. Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ. Ai làm gì mà khóc? Đưa ảnh đây. Này thì mẹ này. Ôi không, đó là mẹ của con. Mẹ, bố vừa về ạ. Được, để mẹ lo. Ôi, đau, đau quá. What? Chuyện gì vậy? Sayako. Oh my gosh. Sayako, con hư quá rồi. Con không có à? Đừng nói dối con yêu. I'm sorry. Xin lỗi em yêu. Đáng đời. Quần áo đã được giặt sạch. Bây giờ thì Sayako sẽ lấy chúng và đem đi phơi nhé. Ôi, Raquel đang làm đẹp cho gì kìa. Đồ mất dạy. Mày muốn làm phản hả? Tao sẽ dạy cho mày một bài học. Lại còn ăn vạ sao? Mau cút đi. Ôi, sao dì có thể nhẫn tâm như vậy? Thật độc ác. Dì còn bị chuyện hay sao? Thật ghê sợ. Mẹ, mẹ ơi. Ôi, lạy Chúa. Sayako ơi, bạn ổn chứ? Tại sao cháu lại khóc? Cháu đói quá à. Cô sẽ tặng cho cháu một chiếc pizza. Cảm ơn cô. Let's go. Mẹ ơi, về nhà thôi. Hello. Họ sẽ tìm thấy con bé thôi. Anh đừng lo. Hello. Xin chào. Ôi, Sayako của bố. Oh my gosh. Bố nhớ con nhiều. Thật đáng ghét. Oh my gosh. Ôi, con gái. Cô là một người mẹ tồi tệ. Ai đã đánh đập con bé? Cô thật độc ác. Bố xin lỗi. Cút mau. Mời cô về đồn. Mẹ, mẹ ơi. Để bố chăm sóc cho Sayako. Tuyết. Thank you.
xinh đẹp. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Chào các bạn. Hôm nay là lịch khám thai định kỳ của mẹ Angel. Mẹ hãy giữ sức khỏe trong những tháng cuối của thai kỳ nhé. Cảm ơn bác sĩ. Goodbye. Tạm biệt. Anh sẽ đi lấy chút nước. Yêu em và các con. Xin chào, xin chào. Tớ là Vamber nhí. Angel nhí ơi, ra đây chơi nào. Xin chào các bạn. Ôi, còn đói. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza mẹ ơi. Honey, I wanna eat pizza. Em muốn ăn pizza. Okay. Pizza của em đây. No, no, không, no, no. Con có ăn trái cây à? Wait, em I muốn ăn trái cây. Okay. Của em đây. Fruit, pizza, pizza hay trái cây? Pizza. Thật là khó nhỉ. Vậy thì mẹ Angel sẽ ăn mỗi thứ một chút nhé. Wow, tuyệt quá. Món đủ của các em bé đây rồi. Ăn thôi nào. Em có trò này hay lắm. Chị Vamber ơi, chị tới xem nhà mới của em này. Đẹp không ạ? Ôi, thích quá. Em đi ngủ đây. Không chơi với chị nữa. Đâu chỉ mình em có nhà mới. Hãy dậy đi và nghe chị chơi đàn này. Chị Vamber, chị làm hỏng nhà của em rồi. Đừng trách em làm hỏng đàn của chị nhé. Ôi không. Oh no. Để anh đưa em tới bệnh viện. Help me. Bác sĩ, xin hãy giúp Angel. Chào mừng Vamber nhí và Angel nhí. Thank you. Mẹ Angel sẽ thiết kế cho các con những chiếc váy thật đẹp nhé. Điểm thêm sắc rực rỡ nào. Chúc cả nhà mãi hạnh phúc.